Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, trên hành trình đi tìm những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, mỹ nghệ của Đông Tây Kim Cổ luôn đem lại một cái cảm xúc rất là hồi hộp, rất là vui thú với cá nhân chúng tôi. Trong cái cảm giác đó thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một trong bốn cái truyền thuyết lớn nhất của Trung Quốc. Và điều đặc biệt nhất là cái truyền thuyết này đã được chuyển thể thành những cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thủ công. Và chính cái điều này nó đã gắn kết với cái nghề của chúng tôi, với cái công việc của chúng tôi. Và khi tìm hiểu về những cái thông tin này thì chúng tôi thực sự cảm thấy rất là vui và rất là phấn khích. Và trước khi chúng tôi chia sẻ về cái nội dung tác phẩm được điêu khắc lên trên tranh gỗ thì tôi muốn kể lại cho quý vị. Và từ câu chuyện truyền thuyết này chúng ta sẽ hiểu được tại sao người Trung Quốc có thể biến từ một câu chuyện truyền thuyết trở thành một cái tác phẩm điêu khắc trên gỗ để thu hút rất nhiều những khách du lịch đến để tham quan và tìm hiểu. Điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta. Biết đâu một người làm văn hóa, một người làm nghệ thuật nào đó có những cái ý tưởng sáng tạo để từ đây chúng ta cũng sẽ có thể tạo được ra những cái tác phẩm của riêng Việt Nam mình. Và câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với quý vị có tên là câu chuyện Bạch Xà Chuyện. Đây là câu chuyện truyền thuyết truyền qua rất nhiều thời kỳ, vậy nên nó có rất nhiều những cái dị bản. Và cái bản mà ngày hôm nay tôi muốn kể cho quý vị đó là cái bản mà tôi đã tìm hiểu ở trên Wikipedia. Câu chuyện Thanh Xà Bạch Xà được bắt đầu từ một cái nhân vật có tên là Lã Động Tân. Ông này là một trong 8 vị của Bát Tiên. Và ông này thì là một người bán thuốc. Và khi đó thì đang ngồi bán thuốc tại cái cầu tên là đoạn Cầu Kiều bên cạnh Hồ Tây của Hàng Châu. Và lúc đó thì có một vị tên là Hứa Tiên đã đến mua một viên thuốc của ông về để uống. Nhưng mà thật là tình cờ là sau khi uống xong thì 3 ngày 3 đêm cái vị Hứa Tiên này không có ăn uống gì cả. Và rất là bất ngờ, cho nên là ông ấy đã quay trở lại để tìm gặp vị Lã Động Tân. Và vị Lã Động Tân này đã đưa ông ấy đến chỗ cầu đoạn Kiều, và sau đó là dốc ngược hai chân ông ấy lên. Và tình cờ thì cái viên thuốc ở trong bụng của ông Hứa Tiên là rơi xuống dưới hồ. Và khi mà rơi viên thuốc xuống cái Tây Hồ thì có một cái con rắn, nó đã tu luyện ở dưới hồ lâu năm, thì tình cờ là nó nhặt được cái viên thuốc đó và nó uống vào người. Thì sau khi uống xong thì con rắn này tăng thêm được 500 năm công lực. Từ đó thì con rắn có một cái nguyện ước là sẽ kết thân cùng với cái người này. Tuy nhiên thì ở bên cạnh con rắn thì lại có một con rùa đen, nhìn thấy viên thuốc nhưng mà không uống được cái oán hận và sẽ tìm cách để trả thù. Thế thì cái con rùa này là tiến tới nó sẽ biến thành cái vị vào một cái ngày mà con rắn thành tinh này có tên là Bạch Xà, và về sau thì lấy tên là Bạch Nương Tử, biến hóa trở thành người và có đi trên phố thì tình cờ gặp một cái vị người ta bán một cái con rắn nhỏ màu xanh. Thế là cái cô Bạch Nương Tử này mới bỏ tiền ra để mua cái con rắn đó. Thì về sau là cái con rắn nhỏ này biến thành người và hai chị em kết thân cùng với nhau. Em con rắn xanh thì gọi là Tiểu Thanh. Thế thì hai người này sau khi về núi tu luyện thì sau 18 năm có xuống dưới ở Tây Hồ để chơi, du ngoạn cái phong cảnh vào cái dịp lễ Thanh Minh. Thì tình cờ vào ngày hôm đó lại là một cái buổi trời mưa. Thì đang đi trên cầu thì lại tình cờ gặp lại cái vị Hứa Tiên. Thì cái vị Hứa Tiên này cũng gặp cho hai cô gái mượn chiếc ô để che mưa. Nhưng cũng không ngờ rằng đó lại là một cái nhân duyên tiền định để từ đó hai người phát sinh ra cái tình cảm và dần dần quý mến yêu thương lẫn nhau. Rồi sau đó cái vị Hứa Tiên và Bạch Nương Tử đã kết thành vợ chồng. Nhưng số phận đưa đẩy là cái vị Pháp Hải, đó chính là con rùa đen ngày xưa, vẫn đem cái sự oán hận trong lòng lên là luôn luôn tìm cách để phá hoại cái hạnh phúc của hai người. Chính vì như vậy cho nên là Pháp Hải đã gặp Hứa Tiên và nói rằng vợ của ông chính là một con yêu tinh, một con rắn thành tinh. Vậy nên Pháp Hải đã tặng cho Hứa Tiên một cái bình rượu tên là rượu Hùng Hoàng đem về cho vợ uống. Thế thì sau khi Bạch Nương Tử uống xong thì đã hóa trở thành con rắn đúng như bản chất của mình. Hứa Tiên đã cảm thấy vô cùng là sợ hãi đến mức là lăn ra chết. Thế thì Bạch Nương Tử lúc này rất là liều, đó là mặc dù chỉ mới là một con yêu tinh hóa thành người nhưng đã mạo phạm là biến hóa để đến núi Côn Lôn ăn cắp cỏ linh chi về để cứu chồng. Hứa Tiên đã sống lại thì đã bị Pháp Hải bắt đem đến nhốt tại chùa Kim Sơn tại Trấn Giang. Và sau đó thì Bạch Nương Tử cùng với em của mình là Tiểu Thanh dẫn quân đem đến đánh chùa Kim Sơn và chống lại Pháp Hải. Thì khi mà câu chuyện ra trong cái lúc mà nhấn chìm cái chùa đó bằng nước, bằng rất nhiều những cái con vật khác như là tôm, cua, rồng, rắn, thì lúc đó Hứa Tiên cũng trốn được ra ngoài.
Và sau khi Hứa Tiên trốn được ra ngoài thì chạy trốn gặp lại Bạch Nương Tử là vợ của mình. Hứa Tiên cũng đã biết được thân phận thật của Bạch Nương Tử, cho nên là hai người cũng cảm thấy rất là day dứt và đau buồn. Nhưng mà lúc này thì Bạch Nương Tử cũng đã có thai trong người rồi. Và lúc đó Pháp Hải với cái pháp lực cao siêu của mình đã vận dụng cái Phật Pháp để bắt Bạch Nương Tử và nhốt ở dưới chân tháp Lôi Phong. Và cái chân tháp Lôi Phong này nó đã giam cầm Bạch Nương Tử suốt 20 năm. Và kể từ đó thì hai người xa nhau. Và cũng sau 20 năm thì người con của Bạch Nương Tử sau đó thi đỗ trạng nguyên vinh quy về làng, đến tế cái tháp Lôi Phong này để cứu mẹ ra ngoài. Song song với đó thì cái vị Tiểu Thanh ngày xưa là em của Bạch Nương Tử cũng trốn về trên núi để tu luyện. Và lúc này cũng đã tu luyện thành công thì dẫn quân xuống dưới núi để đánh Pháp Hải. Và lúc này thì Pháp Hải pháp lực không còn cao cường nữa thì đã bị thua Tiểu Thanh. Và lúc đó Pháp Hải phải trốn vào trong bụng con cua. Vậy nên là ngày nay con cua ở trong bụng nó có cái gạch màu vàng. Thì quý vị cũng biết đó là do truyền thuyết của bên Trung Quốc lan truyền sang bên Việt Nam. Pháp Hải đã thua và cái tháp Lôi Phong cũng đã được phá hủy để cứu Bạch Nương Tử ra ngoài. Và sau đó cả gia đình cùng đoàn tụ và sống hạnh phúc. Và đến phần 2, bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái tác phẩm tranh gỗ Thanh Xà Bạch Xà mà người Trung Quốc đã tạo lên, nó đẹp như thế nào và nó có ý nghĩa như thế nào. Trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là bức tranh đầu tiên ở cái phân đoạn là Hứa Tiên gặp hai chị em nhà Thanh Xà Bạch Xà, và tên thật thì là Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh. Ở chúng ta nhìn thấy trên một cái khung cảnh rất là yên bình và đi ở trên cái hồ đây và hai người có gặp nhau. Đó chính là cái phân đoạn đầu tiên để chúng ta khởi đầu câu chuyện, cũng như là bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết các cái đường nét và những người nghệ nhân ở bên đây khắc họa lên. Những đường nét về quần áo, về trang phục, về phong cảnh nó vô cùng sống động và sắc nét. Nếu với những cái tay nghề rất là cao của những người nghệ nhân ở bên đây thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy những cái lớp sóng nó phản ánh một cái mặt hồ nó rất là yên ả. Bởi vì là vào cái tháng 3 thì mặt hồ nó rất là gợn sóng, nó rất là lăn tăn cái mưa xuân. Chính vì như vậy cho nên là người ta phối ra một cái khung cảnh như thế này nó phải nói là đẹp đến mức hoàn hảo. Cái góc độ tả người của những người nghệ nhân Trung Quốc thì chắc chắn là chúng ta sẽ không cần phải bàn gì thêm cả. Bởi vì trong những cái nét mà người ta tạo nên thì toát ra cái vẻ thần thái của những vị thần tiên sống đến hàng nghìn năm nay. Và ngày nay người ta lại xây dựng lại những cái câu chuyện, những cái mô hình như này, giúp cho cái ý nghĩa của câu chuyện nó lại càng ngày càng lan tỏa hơn. Và phía xa xa là có những cái người đang thả lưới, đánh cá và chèo thuyền ở trên Tây Hồ, một khung cảnh vô cùng bình yên. Đến cái phân cảnh thứ hai trong cái câu chuyện vừa nãy tôi có kể, đó là sau khi hai người đã tác hợp vào với nhau, đã yêu thương nhau, thì lúc này là sư Pháp Hải mới đưa cái rượu Hùng Hoàng về để cho hai người uống. Thì lúc này là Hứa Tiên đã biết được thân phận thật của Bạch Nương Tử. Chính vì như vậy là ông ấy đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và thậm chí còn lăn ra đất chết ngất đi. Thì ngược trở lại là trong cái bối cảnh này, cái phong cảnh người ta phối ở đây nó vô cùng hài hòa. Những cái đường nét và những cái lá chuối nó không bị rách quá nhiều. Bởi vì nếu như mà một cái lá chuối mà bị rách nhiều thì nó thể hiện cho một cái nơi thời tiết phải rất là khắc nghiệt thì cái lá chuối nó mới bị rách. Nhưng ở đây thì cái người nghệ nhân người ta mô tả những cái lá chuối nó rất là mềm mại, nó rất là uyển chuyển và nó còn nguyên lành. Chính vì như vậy cho nên là cái thời kỳ này là thời kỳ mùa xuân, chưa có mưa cho nên là cái thời tiết nó rất là ôn hòa. Nó có những cái chi tiết như vậy để chúng ta biết được rằng cấu tạo lên một bức tranh nó có những cái phần chính phụ, nhưng cái phần phụ nó sẽ bổ sung vào những cái phần chính và mình sẽ cảm thấy cái tính logic, cái tính hợp lý ở trên bức tranh. Đó, thì những cái khung cảnh này được các nghệ nhân đục chạm bằng những cái đường nét vô cùng là tinh tế và biểu cảm ra những cái sắc mặt cộng với lại đường nét quần áo vô cùng là đẹp. Không thể có một cái câu từ nào để có thể nhận xét hoặc là bình phẩm về tác phẩm này. Mà khi chúng tôi xem tác phẩm này thì luôn luôn cảm thấy thán phục những người nghệ nhân của Trung Quốc. Không hiểu bằng tài năng nào và bằng cái sức lực nào người ta có thể chế tác nên những cái tác phẩm vô cùng đẹp như này. Thế thì sau khi mà Hứa Tiên chết ý, thì cái phân đoạn 3 là cái phân đoạn mà Bạch Nương Tử đã thi triển những cái phép thuật của mình và trộm cái cỏ linh chi ở cái núi Côn Luân. Thì từ đây để chúng ta nhìn thấy đó là người nghệ nhân ở bên Trung Quốc đã sáng tạo ra cái khung cảnh vô cùng đẹp, thể hiện được đúng cái khung cảnh thần tiên kỳ vĩ của núi Côn Luân.
Bởi vì nếu như quý vị đã đọc và tìm hiểu thông tin thì núi Côn Luân được coi là cái núi thần của người Trung Quốc, giống như là núi Ba Vì của Việt Nam. Và cái núi Côn Luân này thì thực tế cho đến bây giờ vẫn ẩn chứa rất nhiều những cái câu chuyện thần kỳ ở trong đó. Và thậm chí có những nơi thì còn chưa từng có chân người đặt đến, bởi vì ở đó nó quá rộng lớn. Một cái dãy núi nó dài đến 3.000 km và cao, có những nơi đỉnh núi là hơn 7.000 mét so với mặt nước biển. Chính vì như vậy cho nên là khung cảnh của cái núi Côn Lôn nó sẽ phải vô cùng hùng vĩ. Nó còn được ví giống như là cái nơi giao thoa giữa đất trời và cái nơi mà thần tiên ở đó. Và trên đây thì cái khung cảnh mà những người nghệ nhân chế tác ra cái bức hình đó là Bạch Nương Tử đang giao đấu với những cái vị thần tiên mà cai quản ở núi Côn Luân. Đây là hai vị quan binh đang đuổi theo Bạch Nương Tử. Và chúng ta thêm một lần nữa để ý thì sẽ thấy được rằng bên Trung Quốc người ta tận dụng rất nhiều những cái đường mây dài để tạo ra cái độ thoáng cũng như là tạo ra cái độ mềm mại trên tranh. Thì cái này là khi mà chúng tôi xem và chúng tôi tìm hiểu thì cũng có cái sự học tập và ứng dụng những cái đường mây này vào những bức tranh của tranh gỗ Bùi Gia Lai. Và đây là một cái tạo hình của một cái vị thần tiên canh giữ tại núi Côn Luân. Ban đầu thì tôi nghĩ đây có thể là Thái Thượng Lão Quân, nhưng về sau tôi tìm hiểu thì mới biết được rằng đây chính là một cái vị trong Bát Tiên, và vị này có tên là vị Lã Động Tân. Bởi vì khởi đầu của câu chuyện cũng xuất phát từ cái vị Lã Động Tân này, và tương truyền trong truyền thuyết của người Trung Quốc thì vị Lã Động Tân này cũng là người tu luyện tại núi Bồng Lai. Và cái núi Bồng Lai thì bây giờ thì rất nhiều những cái thông tin nói là núi Bồng Lai ở bên cạnh núi Côn Luân, hay còn gọi là một phần của núi Côn Luân. Thì cái này nó không có cái sự đúng sai và nó chỉ là cái truyền thuyết ghi chép lại. Vậy nên là nó có những cái tính logic với nhau, thì tôi lắp ghép nó lại và tôi nghĩ rằng đây là vị Lã Động Tân cai quản cái vùng này. Thế thì cái tạo hình của một cái vị thần tiên được những người nghệ nhân tạo hình vô cùng là đẹp và rất là thần thái. Núi ở đằng xa xa kia dốc rất là dựng đứng, rất là treo leo. Thì quý vị có thể tìm hiểu thêm cái thông tin về núi Côn Luân thì sẽ thấy được rằng ở đây những người nghệ nhân người ta đang mô tả vô cùng đẹp và vô cùng hùng vĩ về cái núi Côn Luân ở trên bức tranh này, bởi vì nó rất là sát với thực tế. Cái tạo hình của Bạch Nương Tử đang chiến đấu với hai vị quan binh, và chúng ta nhìn thấy cái đường nét uyển chuyển vô cùng là diệu nghệ. Cái thế võ nó khiến cho một người phụ nữ thể hiện được cái sức mạnh của nội tâm nhưng uyển chuyển và mềm mại. Đằng sau cái thế võ này thì nó là một cái sự quyết tâm của tình yêu, bởi vì là cái vị Bạch Nương Tử này đang muốn cứu người chồng của mình là Hứa Tiên. Sau khi biết mình là một con yêu tinh sợ hãi mà chết, vậy thì mình sẽ phải đem cái tính mạng của mình ra để nuôi dưỡng và cứu lấy tình yêu. Thì lúc này là cái mà nội lực của tình yêu, của pháp thuật, của cái mong muốn giữa sự sống và cái chết nó đang dồn nén lại. Chính vì như vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy cái tạo hình của Bạch Nương Tử ở đây vô cùng đẹp và mạnh mẽ. Và sau khi mà Bạch Nương Tử cứu Hứa Tiên sống trở lại thì Hứa Tiên đã bị Pháp Hải đưa về chùa Kim Sơn tại Trấn Giang để nhốt ở tại trong đây. Thế thì sau đó là Bạch Nương Tử cùng với Tiểu Thanh là em của mình đã dẫn một cái đoàn quân binh gồm có rất nhiều những cái thủy quân ở trên bức tranh quý vị đang nhìn thấy kéo về chùa để đánh Pháp Hải và cứu Hứa Tiên. Thế thì trên đây là cái bức tranh người ta đang miêu tả về cái trận đánh này. Chúng ta nhìn thấy hai chị em nhà Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh đang dẫn đầu một cái đoàn quân này, bao gồm rất nhiều những cái quân binh tôm này, cua này, thủy quân, thủy quái ở trong đây kéo về. Phải nói là vô cùng đẹp mắt và rất là sống động. Nó cũng là một cái nguồn tư liệu để chúng ta xây dựng ra những cái bức tranh của Việt Nam. Tại sao chúng ta không mượn cái hình tượng này để xây dựng ra Hai Bà Trưng thì sao, đúng không? Trưng Chắc Trưng Nghị thì sao? Đó là một cái ý tưởng mà sau khi xem bức tranh này tôi cũng nghĩ ra. Mình không dập khuôn nhưng mình có quyền học hỏi và từ đó mình sáng tạo theo cái tích của mình và theo cái văn hóa của mình. Và đây là cái tạo hình của các cái nhà sư cũng như là Pháp Hải. Trận này thì Pháp Hải cũng đã bị thua, nước dâng lên nhấn chìm chùa Kim Sơn. Lúc này thì Bạch Nương Tử đang có thai cho nên là cũng không thể giao đấu được với Pháp Hải quá lâu. Chính vì như vậy cho nên là dâng nước nến chùa xong rồi thì hai chị em lại thu binh. Nhưng cũng rất may là Hứa Tiên đã nhân cái cơ hội này là phá chùa và trốn thoát ra ngoài. Sau khi quay trở về gặp người vợ của mình thì hai bên rất là băn khoăn và rất là lo lắng. Trên cái bức tranh thì quý vị cũng nhìn thấy là người ta có cái câu đề hiệu, đó là sau cái trận chiến về cái nước này
Thế Bạch Nương Tử gặp lại Hứa Tiên và cảm thấy rất là đau khổ. Hai người rất là khó để đối diện với nhau. Mặc dù tình yêu rất là lớn với nhau, nhưng mà ngược trở lại, bây giờ mình phải đối diện như thế nào giữa một bên là người và một bên là tinh. Nhưng hai người này thì lại có với nhau một cái tình yêu rất là lớn, và ngược trở lại thì hai người lại đã có con với nhau. Vậy cho nên là trên cái bức tranh nó miêu tả cái sự đau buồn ở trong lòng của vị Hứa Tiên đó, và cũng là một cái khung cảnh thần tiên, cũng như là một cái khung cảnh bên cái Tây Hồ mà được những người nghệ nhân bên Trung Quốc miêu tả vô cùng là đẹp và sắc nét. Hình ảnh của Hứa Tiên đang cảm thấy đau khổ đây quý vị. Người ta miêu tả những cái cành cây ngọn cỏ, những cái bông sen như là đang có những cái làn gió mà nó làm cho cái khung cảnh này lung lay. Bởi vì thực chất thì lòng người lúc này cũng đang lung lay, đang không biết phải đối diện với thực tế như thế nào. Vậy nên là cái cảnh với cái người nó hòa cùng với nhau ở chỗ đó. Rồi sau đó là Pháp Hải mới dùng cái phép thuật của mình, mới bắt được Bạch Nương Tử, và sau đó là nhốt Bạch Nương Tử vào tháp Lôi Phong. Thế thì ở trên bức tranh này quý vị đang nhìn thấy đó là lúc này thì Bạch Nương Tử đã giao lại người con trai của mình cho Pháp Hải để vào trong tháp Lôi Phong chịu tội. Tội thì không, cũng không có tội tình gì cả, nhưng mà vì là Pháp Hải muốn ngăn trở cái tình yêu giữa con người và yêu tinh, chính vì như vậy cho nên là Pháp Hải rất là nhiều lần ngăn cản. Nhưng ngược trở lại thì Pháp Hải có ngăn cản cái tình yêu thì cũng không ngăn cản được, bởi vì giữa hai người này đã có một cái tình yêu rất là sâu đậm và đã có người con của nhau. Thế thì trên bức tranh này là Bạch Nương Tử đang giao lại đứa con của mình cho Hứa Tiên, và sau đó là một cái bát, bát này gọi là bình bát của Phật, chụp lên trên đầu của Bạch Nương Tử, và sau đó là nhốt Bạch Nương Tử vào cái tháp Lôi Phong. Thế thì quý vị đang nhìn thấy đó là có cái bát này, có cái tháp này, rồi Bạch Nương Tử đang đưa con của mình cho Hứa Tiên bế. Và tổng thể thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là phía sau Pháp Hải lúc này gương mặt đã rất là vui tươi, rất là thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này Pháp Hải đã bắt được yêu tinh là Bạch Nương Tử và chia rẽ được cái tình yêu của người và tinh. Chính vì như vậy cho nên là Pháp Hải cảm thấy rất là hài lòng và vui vẻ đó. Đối ngược với cái sự đau buồn, đối ngược với cái sự chia cắt của một cái tình yêu rất là sâu đậm. Sau 20 năm sau thì lúc này con của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên cũng đã lớn. Và lúc này thì theo truyền thuyết kể lại rằng vị công tử này cũng đã lớn lên, thi đỗ trở thành trạng nguyên và sau đó vinh quy về làng. Đến lúc này thì cũng trùng với lúc Tiểu Thanh là em của Bạch Nương Tử sau trận chiến thì đã lên trên núi và tu luyện, và lúc này cũng đã đắc đạo đem quân đến đánh Pháp Hải. Và lúc này thì Pháp Hải cũng đã già và công lực không còn mạnh mẽ nữa, cho nên là Pháp Hải cũng đã thua Tiểu Thanh, và Pháp Hải lúc này đã phải trốn vào trong bụng cua để giữ lấy tính mạng của mình. Và lúc đó thì Tiểu Thanh cũng phá tháp Lôi Phong để cứu chị mình là Bạch Nương Tử ra bên ngoài, và cùng lúc đó thì con của Bạch Nương Tử cũng đến để rước mẹ về. Và trên bức tranh thì người ta cũng có nói có cái đề hiệu đó là tháp Lôi Phong lúc này thì đã bị sụp đổ, và sau đó là cả gia đình đoàn tụ. Thế thì cái kết cục của bức tranh nói đến rằng cái sự cố gắng cũng như là cái tình yêu chân thật và cái sự đoàn tụ chia rẽ của mọi người và dẫn đến cái đoàn tụ, nó là một cái kết cục rất là có hậu. Và thường những cái câu chuyện truyền thuyết của Việt Nam hay Trung Quốc thì thông thường là đều mang một cái kết cục có hậu như vậy. Và cái kết cục có hậu này nó phản ánh ra một cái tâm thức, một cái ý niệm và một cái mong muốn của quảng đại quần chúng nhân dân, đó là luôn luôn muốn khi có chia ly thì phải có tụ hợp, khi có tụ hợp thì sẽ phải có chia ly. Một cái vòng tròn như vậy nó cuốn xoáy lấy nhau nhưng mà nó sẽ không thể nào tách rời. Chính vì như vậy cho nên là cái bức tranh cuối cùng đó là cái bức tranh mà cả gia đình đoàn tụ, nó thể hiện được cái mong muốn của người dân, nó thể hiện được cái ý chí, cái khát khao của loài người, đó là luôn luôn phù thịnh chứ không phù suy. Và đây là người con của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên đã vinh quy về làng. Và trên bức tranh này thì chúng ta xem thì chúng ta nhìn thấy đó là cái khung cảnh thần tiên cũng là có được hiện ra, bởi vì phía xa xa thì có ba vị Phật làm những cái phép màu, nhiệm màu để có thể giúp cho gia đình đoàn tụ được với nhau. Và những người, đây là cái đoàn người của con của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử đến đón đó.
khung cảnh rất là đẹp. Và ở đây chúng ta nhìn thấy phía xa xa là tháp Lôi Phong, nó đã bị sụp đổ, đúng như là cái đề hiệu ở bên dưới bức tranh. Và lúc này thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là Hứa Tiên lúc này cũng đã già rồi, và Bạch Nương Tử thì lúc này đã ra khỏi tháp Lôi Phong và gương mặt vô cùng là cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Và đặc biệt là trên bức tranh thì lại có ba vị Phật ngồi ở phía góc bức tranh vừa nãy tôi có chỉ cho quý vị. Ở giữa bức tranh là Phật A Di Đà, một người mà cưỡi con voi thì quý vị này chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Thế còn một người cưỡi con sư tử thì là Văn Thù Sư Lợi. Đây là ba vị Phật cai quản cái Tây Phương Cực Lạc. Thế còn tại sao lại có vị Phật này ở đây? Thì theo tôi, Tây Phương Cực Lạc chính là cái nơi mà độ cho những người có đức ở cái cõi Ta Bà, ở cái trái đất này. Gia đình nhà Hứa Tiên cộng với lại là Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh và người con có một cái đức rất là lớn, có cái sự hy sinh yêu thương cho nhau. Và hơn hết là tuy Bạch Nương Tử là một con rắn thành tinh và tu luyện để trở thành người, nhưng vì Bạch Nương Tử có một cái trái tim của một con người, có sự yêu thương, có sự chia sẻ và khát khao được yêu thương, Ngài bằng cái thần thông của mình cảm nhận được bằng cái đức. Chính vì như vậy cho nên là Ngài cũng sẵn sàng hóa độ và dẫn độ những cái người này đến với cõi Tây Phương Cực Lạc. Đấy chính là cái nguyên nhân để xuất hiện ba vị Phật này. Cái khung cảnh cuối cùng của bức tranh, trên cái bức tranh này là nói về cái khung cảnh của thần tiên, và sau đó là nói về cái cảnh mà Bạch Nương Tử đang bay rất là thong dong ở trong khung trung. Thế thì cái bức tranh này nó khơi gợi cho chúng ta rất là nhiều những cái điều bổ ích. Ví dụ chúng ta có thể nhìn nhận bức tranh này ở trên cái góc độ đó là cái hình ảnh của Bạch Nương Tử khát khao từ một con rắn tu luyện rồi sau đó lại trở thành một con người để đem cái tình yêu của mình đến với một người thực. Để điều đó khẳng định là gì? Dù là loài rắn hay loài gì đi chăng nữa thì cũng luôn luôn mong muốn được yêu thương người khác. Và cái tình yêu thì là một cái mà mãi mãi không bao giờ mất đi trên thế giới này. Và cái hình ảnh cuối là Bạch Nương Tử đang bay ở trong không trung, thể hiện cho một cái sự ung dung tự tại, và cũng là thể hiện cho một cái sự phóng khoáng ở trong suy nghĩ, không còn cái khoảng cách về con người và thần tiên, cũng không còn một cái khoảng cách đó là ở giữa một con yêu tinh hay là với một người. Và lúc này là chỉ còn trong mình là tràn ngập cái sự yêu thương trao cho nhau thôi. Phía xa xa thì chúng ta thứ nhất là có 8 vị tiên ở đây. Thì 8 vị tiên này cũng là cái ngay từ ban đầu tôi đã phân tích, đó là 8 vị tiên này là sống ở Bồng Lai Tiên Cảnh. Và cái Bồng Lai Tiên Cảnh này thì ở cạnh núi Côn Lôn. Chính vì như vậy cho nên là xuất hiện ở đây nó cũng rất là hợp lý. Và bên cạnh đó thì trong 8 vị bát tiên này thì có vị Lã Động Tân là cái người khởi đầu cho câu chuyện. Chính vì như vậy cho nên là ở đây những người nghệ nhân của Trung Quốc sắp xếp 8 vị bát tiên đứng ở đây này vô cùng là hợp lý. Và ở phía xa xa thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái khung cảnh đó là có rất nhiều những cái vị thần tiên khác. Đặc biệt điểm nhấn chính là Tây Vương Mẫu. Vậy thì tại sao Tây Vương Mẫu lại xuất hiện ở đây? Thì theo tôi tìm hiểu đó là Tây Vương Mẫu xuất hiện ở cuối câu chuyện và lại có một cái đề hiệu đó là tình yêu là vĩnh cửu. Bởi vì sao? Bởi vì Tây Vương Mẫu thứ nhất là người quyền lực cao nhất và cai quản những cái vị tiên nữ. Chính vì như vậy cho nên là bây giờ thì Bạch Nương Tử cũng đã trở thành một người thường, có cái tình yêu thương và có những cái pháp thuật. Chính vì như vậy cho nên là vị Tây Vương Mẫu này cũng coi Bạch Nương Tử như là một vị tiên, có cái tấm lòng lương thiện và hướng thiện như vậy. Cho nên là cuối chuyện thì có Tây Vương Mẫu xuất hiện, nó rất là phù hợp với cái cốt của cái câu chuyện Thanh Xà Bạch Xà. Và bên cạnh đó thì có những vị tiên khác, và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy có Lý Tích ở đây đó. Thông qua cái hình ảnh mình nhận ra đó là có cái tháp Lý Thiên Vương ở đây. Thì cũng có thể đây là một cái hình ảnh gợi nhớ cho chúng ta đó là cái quá khứ của Bạch Nương Tử đã phải chịu trận ở dưới cái tháp Lôi Phong. Nhưng bây giờ cái tháp đó đã bị sụp đổ rồi. Và lúc này thì mình đã được tự do, được yêu thương, được sống cùng với gia đình. Và cái bức ảnh này thì giữa một bên là rất đông người và với một bên đơn độc chỉ có một mình. Những cái hình ảnh nó đối lập như này, nó mang lại một cái cảm xúc và nó lại đem tới cho chúng ta những cái sự suy ngẫm trong một cái câu chuyện về một cái truyền thuyết rất là đẹp của Trung Quốc. Và trên đây thì chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị câu chuyện Bạch Xà Truyện. Và thông qua chương trình này
để chúng tôi cũng muốn nhắn gửi với quý vị, cuộc sống cũng là vô thường, và đôi khi tình yêu nó sẽ là một cái còn mãi mãi, và đôi khi chỉ là yêu thương những người trong gia đình, yêu thương cuộc sống của mình và yêu thương những gì mình đang có. Câu chuyện này nó vừa đem lại một cái bài học về nhân sinh quan, về thế giới quan, và bên cạnh đó lại còn có một cái tác phẩm về đồ gỗ để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng chiêm ngắm và thưởng thức nó qua những cái đường nét, qua những cái câu chuyện và qua ý nghĩa bài học của câu chuyện. Và hy vọng sẽ được quý vị cùng chia sẻ, đánh giá, cảm nhận cái như thế nào về câu chuyện này ở dưới những cái comment. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với nhiều những cái chủ đề khác, nhiều những câu chuyện hay và xúc động. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, chia sẻ cùng với Tranh Gỗ Bùi Gia. Xin chào và hẹn gặp lại. Tranh Gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.